Hôm nay là ngày giỗ tổ chi họ Nguyễn Đình ở bên nhà bác Ngọc vào ngày rằm tháng 9 hàng năm. Ở nhà thờ đây tề tựu rất là đông đủ, cụ có ông các bà. Bà Thuận đi đấy đấy quá ngon. Đây là toàn các dâu đảm này. Các bà các bác rất là chịu khó đảm đang. Đấy. Nên cố làm lấy mà như nhà hàng luôn. Đấy. Mà chị và lợn này ấy là lợn rừng, em có bị nhá. Yeah.
con qua chúng con tại mệnh đường khi quân cờ cột nhất nguyên quân hệ tác vị chính thể tập ngũ nhận tiểu nguyện ưu tiên đô nhiên nam cùng lãng bố chỉnh trúc tân vi tảnh thân mái thể tôn thần thắng quan tỉnh đức đại vương bản thổ thanh hoàng